Ngon, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món rong biển cuộn khoai tây. Để làm cái món này thì mình chuẩn bị đây là cái miếng rong biển nè các bạn. Cái miếng rong biển này các bạn có thể tìm mua ở trong siêu thị á. Rong biển này thì chút nữa mình sẽ cắt ra. Và đây là một cây xúc xích. Và một củ cải đỏ. Củ cải đỏ này mình chỉ dùng nửa củ thôi. Và đây là 5 củ khoai tây. Khoai tây này là khoai tây Đà Lạt nha các bạn. Nhưng mà các bạn mua khoai tây á, chọn loại khoai tây mà Đà Lạt á, thì ở ngoài cái củ khoai này nó sẽ dính một lớp đất màu đỏ á, là khoai tây của Đà Lạt á. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên là mình sẽ gọt khoai tây và củ cải ra. Củ cải trước. Tiếp theo là mình sẽ gọt khoai tây. Bây giờ cà rốt nhà mình đã gọt và rửa xong rồi. Bây giờ mình lấy khoai tây nè. Mình cắt ra. Mình cắt ra như vậy nè để mình đi luộc nó cho nó mau chín. Nếu các bạn không luộc thì mình có thể hấp cách thủy cũng được. Cục này bự quá, cắt cho nó nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ đem khoai tây đi luộc. Mình cho khoai tây vô cái nồi nước để mình luộc. Luộc cho đến khi nào thấy khoai tây của mình mềm là được rồi. Thời gian mà mình luộc khoai tây á, bây giờ mình sẽ sắc củ cải và xúc xích. Đây, củ cải này thì mình sẽ bào sợi nhỏ ra, sau đó mình sẽ sắc nhuyễn lại. Mình bào khoảng nửa củ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ sắc nhuyễn. Củ cải này sau khi mà mình sắc xong á thì mình sẽ đem đi luộc. Luộc sơ qua với nước sôi. Mình bỏ ra cái gì á. Cái phần xúc xích này thì mình sẽ sắc nhuyễn ra. Mình cũng sắc nhuyễn giống như là sắc cà rốt vậy đó. Còn cái phần lá rong biển này thì mình sẽ cắt. Mình gấp lại như vậy nè các bạn. Thì mình cắt bỏ cái lớp ngoài bên đây cho nó ngay. Sau đó mình sẽ cắt cái độ dày khoảng 1 cm. 1,5 cm đi. Tùy các bạn nha, nếu mà các bạn thích rong biển cái độ dày bao nhiêu thì các bạn cắt cái độ dày bấy nhiêu. Đây, mình cắt cái độ dày như đây nè. À, cái miếng này nó bị lủng rồi. Rồi giờ mình để vô dĩa đi. Để một chút nữa mình cuốn khoai tây. Rồi bây giờ mình sẽ đem củ cải đỏ mình đi luộc. Khoai tây đã chín mềm rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra. Và mình bỏ vô cái tô. Rồi bây giờ mình sẽ cho củ cải cà rốt vô. Củ cải đã chín rồi, bây giờ mình vớt ra. Mình lấy cái vợt nhỏ nhỏ như này các bạn, mình vớt ra cho nó dễ. Nó không bị rớt ra ngoài. Mình sẽ nghiền khoai tây nhuyễn ra. Mình nghiền lúc còn nóng như vậy nè các bạn, thì sẽ dễ nghiền hơn. Khi mà mình nghiền khoai tây nha, nhuyễn ra như vậy rồi. Bây giờ mình sẽ cho củ cải và xúc xích vô. Và trộn đều lên. Đã trộn đều lên rồi. Bây giờ mình sẽ dắt khoai tây để mình để vào tay vô. Mình xe vô khoai tây có cái hình khối như vậy nè các bạn.
sau đó mình sẽ lấy một miếng rong biển. Lấy một miếng rong biển cái mình cuộn lên như vậy nè. Cái phần dư này để mình cắt ra. Rồi, như vậy là mình đã xong rồi nè các bạn. Để qua dĩa. Tiếp tục là mình sẽ cuốn cho đến khi nào hết. Cái món này các bạn có thể cho thêm đậu Hà Lan á. Mình bỏ hạt đậu vô cho nó có cái màu xanh nhìn cũng đẹp lắm. Nhưng mà mình không có thì cũng được. Để mình nắn xong hết đi rồi cho mình lấy rong biển mình cuộn lên một lần một luôn. Món rong biển cuộn khoai tây của mình đã xong rồi nè các bạn. Nhìn cái cục nhỏ nhỏ dễ thương quá. Giống như là sushi khoai tây vậy. Rất là thơm, thơm cái mùi rong biển ghê luôn á. Bây giờ mình ăn thử nha. Khoai tây mềm mịn, có mùi thơm của xúc xích nữa. Cái vị của xúc xích đó các bạn, nó làm cho cái khoai tây của mình nó vừa ăn luôn. Mình không có cần nêm nếm gì hết á. Cà rốt thì mềm, rong biển ăn nó dai dai. Ăn cái món này nó là lạ miệng mà nó mềm mềm, rất thích hợp cho các bạn nhỏ á. Nhà mà nhà các bạn có các bạn nhỏ thì các bạn làm thử cái món này đi, chắc là sẽ thích lắm đó. Nhìn như vậy nó cứ giống như là sushi vậy á. Sushi kiểu mới, thơm quá à. Khoai tây rất là mềm mịn luôn á, ngon quá các bạn ơi. Món này cũng rất là đơn giản, nguyên liệu thì cũng dễ tìm. Cái rong biển này thì các bạn có thể mua ở trong siêu thị á, trong siêu thị bán nhóc luôn á. Ngon quá, nãy giờ mình ăn mấy cục mình cảm thấy nó muốn no rồi đó. Mình thử coi. Đây nè. Rong biển cuộn khoai tây. Chấm gì thì chấm với lại tương ớt cũng được. Thơm cái mùi rong biển ghê luôn. Xịt tương ớt vô. Diện mới xịt tương ớt vô ăn. Sao? Thì để mình xịt vô cái cuốn này mình ăn. Bột bột. Xịt tương ớt vô ăn ngon hơn là để không. Nó cay cay phải không? Nó đậm đà hơn. Thơm. Thơm mùi lá rong biển. Còn có một cuộn à. Hay mà cho thêm miếng xúc xích vô nữa mới ngon nữa. Em mới có xúc xích rồi. Muốn ăn xúc xích nhiều hả? Thích ăn xúc xích nhiều thì bỏ nhiều xúc xích vô. Đúng rồi đó. Ăn này khỏi ăn cơm. No, ăn này mau no hả bụng. Khoai tây mà. Còn cục kìa, quất luôn đi. Rồi, ăn cục đó chưa hết đi. Em giống sushi không? Nghĩ sao vậy? Sushi kiểu mới. Này là su gì chứ sushi. Hết rồi. Mà cuộn rong biển á thì ngon. Thì món này kêu là gì vậy? Rong biển cuộn khoai tây. Vậy thôi hả? Đơn giản vậy thôi. Các bạn ơi, video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn có yêu thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ nhấn nút đăng ký để là thành viên của kênh Món Ăn Ngon. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Bye bye. Nó sạch dĩa luôn, ăn lẹ dưới về trời. Có mấy cục.